tay luôn. Mùi nhậu không? Nhắm nhậu không? Nhắm rồi hả? Trời đất ơi, trẻ không dính mà dính xa mới chết nha. Cái bóng ấy đó kìa. Ghê. Sam đuôi đuôi vuông nè. Đó. Sam đuôi vuông. Được không? Hả? Ăn trái không? Không đậu trái nào không được. Dứa trái hả? Bự trái hả? Đủ. Dính như Sam vậy đó, đừng có dính hoài bay. Đèn Sam được. Cỡ này ở Việt Nam là con này cả trăm thôi vậy hả? À, nướng, là nướng ăn luôn phải không? Rồi chơi luôn. Thôi anh em ôm nướng như Sam nè. Trời đất ơi. Trời cá đuối, trời cá mà không dính cá mà dính Sam mới chết. Rồi lại đi xuống đi. Cho đi đi. Mỹ. Có trứng không? Có trứng không? Này chắc có à. Trứng hả? Không biết cái mùa này có không? Giờ mình nướng con Sam ha. Mình mới đi bắt về Horseshoe Crab. Mới đi bắt về. Đó. Mình phải lửa lên nướng nha. Quá trời luôn chưa? Mùi khét rồi, nghe mùi khét rồi đó. Thơm rồi, thơm mùi. Yeah. Đây là mình trứng hả? Wow, đây
con này ăn vô là biết nói tiếng Anh luôn nè. Quá trời đã luôn. Rồi có nghĩa ăn cái trứng đó đúng không? Ờ, ăn cái trứng, trứng là chứ đâu có gì thịt, nó đâu có ngon lành gì đâu. Chín chưa? Dạ, chín rồi đó, để đây. Ai ăn ăn trước đi. Dạ. Ờ. Dân ăn biết nói tiếng Anh nè. Nói chưa ra nữa. Ta hiểu liền. À, con này. Mấy ông nào nghĩ ăn được thì ăn trước đi, mà tôi nghĩ ăn không được tôi chờ nè. Ăn vô biết nói tiếng Anh luôn á, coi không ăn vô có giật rồi gì không chứ. Thì nay đi bắt cá đối ha, con Sam rồi Hào, rồi đây là con cá đối nữa đó. Yeah. Ủa, dạ, mình đâu có móc làm sẵn hả? Không. Cái này không cần nước mắm đâu. Ăn mặn rồi, nó ngoài biển mà. Cái con này